Minh Toàn xin trân trọng kính chào quý bà con cô bác. Hiện tại là Minh Toàn đang đứng tại chợ hoa và cây cảnh của Vạn Phúc. Và hôm nay Minh Toàn thấy rất là nhiều cái đẹp và Minh Toàn muốn quay lại một số cái hình ảnh để gửi đến quý bà con cô bác, nhằm giúp bà con cô bác hiểu thêm về cái cây cảnh của khu vực này. Có cây hoa giấy rất là đẹp luôn. Đây. Đấy là rất đẹp luôn. Đây khá là to. Đấy, đây có cây sung rất là đẹp. Cây sung này khá là đẹp luôn các bạn. Thưa các bạn, ở trong này là Minh Toàn đang đứng ở tại đây là một cái vườn cây. Và vườn cây ở đây thì bạn thấy ở đây vườn cây rất là nhiều cây dáng rất là đẹp. Cây này, cái tùng hay là cái gì, khá là đẹp đấy. Rất là nhiều cây đẹp luôn. Đợt này cũng là gần Tết, thành ra là cũng các cái cây về trưng bày ở đây thì cũng rất là nhiều mẫu mã. Nhưng mà bên cạnh đấy thì ngày thường mà khi mà chúng ta đến với chợ hoa của Vạn Phúc thì cũng bắt gặp những cái cây rất là đẹp như thế này luôn. Cây rất là đẹp luôn, thế luôn. Có cái thế này, có quả to quá luôn. Có quả rất to luôn. Đây là vườn, một cái vườn cây. Vườn cây này khá là đẹp, trồng trong chum trong ấy rất là đẹp luôn. Trồng trong các cái chum như thế này các bạn. Có cây xanh này đẹp này. Xanh này rất đẹp luôn. Đây cũng có một cái cây thế rất là đẹp luôn. À, hôm nay Minh Toàn sẽ đi một vòng của cái chợ chợ đồ cũ này, nhằm gửi đến các bạn một số cái hình ảnh về chợ đồ cũ. Đồ cũ cũng như là cái cảnh ở đây. Đây là một cái khu mà chơi cờ. Khu này khu chơi cờ. Đây có cây cây sung rất là đẹp luôn, gốc rất là to.
Rất là to luôn. Đây là vườn cây cảnh Hải Ninh. Hải Ninh nhiều cây rất là đẹp. Ủa, có cây thế khoảng 2 triệu luôn. Nhiều cây rất là đẹp ở vườn cây Hải Ninh. Đấy là cái khu vườn cây, còn cái khu mình toàn sắp đến đây là cái khu đồ khu. Đây. Nhiều đồ đẹp quá nhỉ. Có cái dây sạc của cái này không chị? Em hỏi chúng toàn sẽ mua một dây sạc như thế nào, biết có không? Có dây sạc của cái chân này, chân vuông vuông. Nhiều đồ rất là đẹp. Thì mình toàn sẽ vào đây mua hỏi mua có hay không. Anh ơi, cho em hỏi chút, mình có cái dây sạc của cái này không? Cái chân vuông vuông có. Ở đấy có rất là nhiều mẫu mã đây. Cái gì cũng có luôn. Chị ơi, cho em hỏi mình có cái dây sạc của cái này. Em ơi, cho anh hỏi mình có dây sạc cái gì cũng có luôn, đồ cũ cái gì cũng có luôn, từ máy tính là đến tất cả mọi thứ. Đây mình còn phải con nữa lại. Anh ơi, cho em hỏi mình có cái dây sạc này không? Sạc vuông vuông. Sạc vào bên này. Đây đó là chân HD chứ. Vâng, chân đấy. Có HD mini. Shizu này. Vâng, Shizu.
trong này có rất là nhiều đồ luôn. Đồ gì cũng có luôn. Cái gì cũng có luôn ạ. Các bạn vừa cùng với Minh Toàn đi vào một cái khu đồ cũ, bán đồ cũ thôi, nhưng hầu như cái gì cũng có luôn. Đây Minh Toàn sẽ vào đây. Chị ơi, cho em hỏi chị có cái chân dây của chân này không? Chỉ có cái chân của cái dây này, cái dây của chân này, cái chân vuông vuông. Chị có cái dây của cái này không? Loại này có được không nhỉ? Không, loại đấy thì nó rẻ. Vâng, cái loại bên kia ấy. Chỉ có cái dây của cái này. Cái kia bên này mình phải cắt. Con dễ đi. Này quá chị có. Này đây đó không phải. Đây có cả mấy cái này chắc.
lấy nào một đĩa chúng ăn hết rồi đây. Chưa, chỉ có cái dây sạc của cái này. Không có luôn.